Chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa Firefox nha các bạn. Tại vì có một số máy có Firefox có những cái dòng lệnh nó không phù hợp cho nên nó không có nhận. Nên tôi hướng dẫn các bạn chỉnh sửa Firefox. Rồi, bây giờ tôi mở ra một vài cái chương trình để tôi xuất ra thử trước cho các bạn coi. Ví dụ như là tôi xuất cái chương trình này các bạn nha. Ở trong này tôi có G92, G54, G55. Bây giờ tôi xuất ra G54 đi. Rồi. Đây. Thì trong cái G54 này thì có một số máy nó chấp nhận cái lệnh G21 này các bạn, có một số máy lệnh nó chấp nhận nhưng có số máy nó không chấp nhận, cho nên mình sửa Firefox là bỏ cái G21 này đi, xuất ra nó không có G21. Và nhiều khi là với lại như mình muốn chữ G này là không phải G54 mà G56, 57 gì đó đó, G56 đi ha. Rồi còn cái dòng cuối của lệnh nữa, ví dụ ở đây không có M05 đó, ở đây M30 xong mà không có G05, M05 mình thêm M05 ngay đây đó, mình thêm cái M05 chỗ dòng chỗ này nè đó. Rồi để mình sửa được cái vấn đề đó thì tôi hướng dẫn các bạn sửa nha. Rồi mình để cái này đây nha các bạn, rồi mình cho mình vào sửa thì các bạn bấm phải chuột vào cái con này. Rồi OBT nha các bạn. Rồi mở cái cho nó dẫn đến cái file của nó, cái chỗ mà cái thư mục của nó. Rồi các bạn tìm đến cái IT này. Rồi vai các bạn vô vai nè. Rồi các bạn vô bot ha. Các bạn copy giùm tôi cái nào, ví dụ mình copy giùm tôi ba cái này đi, G54 đi, copy hết đi. Rồi các bạn ra C, các bạn tạo dành tôi một cái thư mục, ví dụ mình tạo G56 thì các bạn ha, đây mình ghi là G56. Rồi mình các bạn bỏ vô đây thôi, bỏ vô đây. Rồi các bạn tiến hành sửa tên là G56 hết cho đi. Xóa đi, xóa này luôn, các bạn xóa bỏ luôn cái file này. Rồi cái này sửa về 56 luôn các bạn. Rồi bây giờ các bạn tắt này đi. Rồi các bạn vô start ta on the game các bạn. Các bạn chọn đến cái thư mục mà chứa cái Symantec M12 nè, Symantec đó, các bạn bấm vào Control Panel. Rồi các bạn vào NC. Rồi các bạn vào cái file này, vào cái rồi bấm chọn ở đây nha, bấm stop luôn đó. Bây giờ các bạn chọn tại cái file mà nó kêu mình chỉ đường dẫn đến cái file EXF nè các bạn. EXF mà trước khi mình chỉ đây mình sửa vô đây, mình sửa cái file EXF trước tiên các bạn. Các bạn mở cái file EXF G56 này lên. Cái file mới có bị RAM đổi tên này các bạn. Các bạn mở lên. Rồi, các bạn tìm giùm tôi những cái vị trí cần sửa, ví dụ mình bỏ G21, các bạn tìm đi. Control F đi các bạn. G21. Các bạn tìm đến G21 đây, các bạn
mình bỏ cái G21 này đi. Rồi tìm tiếp qua. Đây, nó còn nữa này. Bỏ tiếp qua. Rồi tìm nữa các bạn. Rồi nó báo hết rồi. Rồi, bây giờ mình muốn đổi, hiện tại mình lấy của G54. Hiện tại mình lấy của G54 để mình làm cho G56. Thì các bạn đánh G54 vào. À, G54. Các bạn trước khi ấy các bạn nhớ chuyển cái dấu nhắc về đây, về đầu đi. Nha. Các bạn chuyển nhắc về cái đầu. Rồi, G54. Đó, các bạn tìm. Đó. Các bạn sửa G54 này thành G56. Và tìm tiếp các bạn. Đây. Và tìm nữa các bạn. Rồi, bắt đầu các bạn muốn thêm một cái M05. Các bạn tìm M05 trước đây có cái này có M05 không nha. M05. Bạn tìm có không? Không có phải M05. Mà M05 thì nó nằm ở gần ở cuối cùng là nằm gần M30, các bạn tìm M30. Chúng ta. Các bạn chỉ nhắc về đầu dòng. À, tìm lại M05 có không các bạn? Không có các bạn. Rồi, tìm M30. Đây, M30 đây. Đó. Đây sẽ M30. Thì các em mà trước khi đến M30 thì mình phải tới M05 thì các bạn copy giùm tôi chỗ từ output này, các bạn copy hết dòng này thôi. Copy hết nha. Rồi các bạn enter chỗ này xuống cho nó xuống M10 xuống, các bạn bắt vào đây. Rồi. Là hiện tại nó hai dòng M30 các bạn. Các bạn sửa M30 cho anh này thành M05. Rồi chưa? Rồi xong. Đó là đây đây các bạn 5 rồi. Các bạn xem lại. Xem lại. Rồi, các bạn tắt đi. Rồi bây giờ mình vào đây mình chỉ cái đường dẫn đến cái file như này. Đó. Đó. File ESF này các bạn, file mình mới sửa nè. Các bạn ghi là C 2 chấm xíu. À. Cái folder nãy là mình tạo cho các bạn. C G56. Folder là G56, bạn ghi G56 vào. Rồi, xịt cái nữa. G56. Rồi. Các bạn enter. Rồi, nó đã sinh ra một cái file nào các bạn. Đó. Nó sinh ra một cái file DOX nè. Đây. Rồi, các bạn tắt này đi. Nó mới sinh ra cái file này. Rồi các bạn copy vào cái này. Rồi. Cắt luôn đi các bạn. Các bạn vào lại cái chỗ bot này, file bot này. Các bạn bắt vào đây thôi. Đây. Đó, bắt vào này. Rồi bây giờ mình vô đây. Nãy là cái này là G54 rồi. Rồi các bạn. Rồi không? Rồi G54 không? Đây G54 này các bạn nha. Rồi bây giờ mình xếp ra cái nữa coi. Thoát này đi các bạn. Mình xếp lại. Các bạn nằm dưới đây con sức G56 có này nè các bạn. Đó. Các bạn chọn nó ha. Để giữ nguyên tên luôn. Tại vì cái đuôi nó khác rồi. Sức luôn. Đó.
56 này các bạn. Đây có G21, bên đây không có G21 ha. Bên đây là G54, bên đây là G56 mình à, đó. Rồi mình đi di chuyển xuống dưới, ở đây không có M05 nha các bạn, ở đây không có M05 và bên đây có M05 nè các bạn đó. À, và như vậy là chúng ta đã sửa xong cái file board theo cái nhu cầu của từng cái máy CNC của mình. À, cái máy nó cần, cái máy không cần thì mình sửa sao cho nó phù hợp với cái máy CNC của mình. Đó. Rồi về hướng dẫn và làm sửa file board của tôi hôm nay đến đây là kết thúc, và tôi hy vọng rằng các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và chia sẻ nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.